anh em nhé. Giới thiệu anh em đây là máy hấp kính mini siêu bắn hơi kèm với tách kính. Ở bên trên này là bàn máy tách kính. Thì khi anh em tách kính xong, anh em ép thì anh em sẽ cho nó vào trong này. Đó. Cho nó vào trong này. Và anh em chỉ cần bắn hơi. Đó. Thế thì về cái cách sử dụng là mình có thể là bắn hơi này. Đó. Còn nếu mà anh em chưa đóng cửa bắn cái lúc này thì nó không có được. Thì anh em sẽ sử dụng sang cái lúc này cũng được, hai lúc này tác dụng như nhau. Anh em có thể bắn hơi là tự chờ thời gian. Còn ở bên này là nhiệt độ. Ở bên này là nhiệt độ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là nhiệt độ. Ở bên này thì nhiệt độ này ta có thể bật nút này để bật nhiệt độ và tắt nhiệt độ ở đây. Hai cái này nó rời nhau. Đó. Thế thì còn ở bên này thì, tức là hút hút kính. Đấy, các bạn có thể thấy nó hút kính ở đây. Mình sẽ hơi này. Cái này nó bắn nhanh lắm và nó tiết kiệm hơi lắm. Ví dụ như một con nồi, một con máy nén khí này nó có thể bắn rất nhiều lần mà không phải xuống máy bơm làm hỏng máy đau đầu. Đó. Ví dụ như là ở đây thì trên này anh em đặt và chuẩn lỗ xác của nó, và anh em có thể nhìn thấy là đây, nếu mà mình bấm nút nó sẽ là siêu hút không rời ra được. Đấy, không rời ra được, nhẹ êm cực kỳ luôn. Đấy, các bạn có thể thấy không thể rời ra được. Ở trên bàn này nếu anh em muốn tắt nhiệt thì tắt ở đây. Đấy. Rất là đơn giản thế thôi. Còn một đầu anh em cắm vào từ máy nén khí này. Đấy, các nút ở trên này, con đồng hồ này đã báo hiệu vắn hơi này. Ấn ở đây không có được này. Khi nó lắp được. Các bạn sẽ thấy rất là ok. Cảm ơn các bạn nhé.